Vỡ cầu kính khi đang tham quan khiến 3 du khách bị thương, một người không qua khỏi tại Indo. Sự việc xảy ra khi 11 du khách đi qua cầu kính Ghê Ông vào khoảng 10 giờ ngày 25 tháng 10. Đoạn video ghi lại khung cảnh hiện trường cũng cho thấy phần kính đã vỡ, đã khiến cho một du khách bị rơi xuống dưới và khoảng 3 người xung quanh cũng bị hụt chân xuống. Trong khi đó, những người xung quanh đều nhanh chóng di chuyển ra khỏi cây cầu, còn nhân chứng bên dưới thì vô cùng hoảng loạn trước khung cảnh trước mắt. Đoạn sàn kính ở giữa cầu bị vỡ khiến hai người rơi xuống rừng thông từ độ cao 10 mét. Một trong hai người sau đó đã không qua khỏi, người còn lại bị thương nhẹ. Một trong những công nhân có mặt tại hiện trường cho biết đã nghe thấy tiếng kính vỡ vào khoảng 10 giờ. Theo nhân chứng kể lại, dù có nhân viên ở gần khu vực cây cầu, nhưng không có du khách nào được cảnh báo về an toàn. Cảnh sát điều tra vụ việc và phong tỏa hiện trường trong bối cảnh có cáo buộc ban quản lý điểm du lịch đã bỏ qua các khiếu nại về sự an toàn của cây cầu. Được biết có tới 5% du khách khiếu nại trên mạng xã hội về chất lượng cầu. Tuy nhiên, người quản lý đã không tham dự họp để rà soát tiêu chuẩn mà cử đại diện đến thay. Cảnh sát địa phương yêu cầu đóng cửa rừng thông nơi được quản lý tách biệt với cầu kính để phục vụ công tác điều tra. Tai nạn do cầu kính vỡ cũng từng xảy ra ở Trung Quốc vào năm 2021. Nạn nhân đã cố hết sức bám vào lan can cầu sau khi những cơn gió với tốc độ lên tới 150 km/h thổi bay một số tấm kính. Người đàn ông sau đó đã bò đến nơi an toàn dưới sự hướng dẫn của lính cứu hỏa, cảnh sát, nhân viên lâm nghiệp và du lịch. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hổi mỗi ngày.